Thưa quý vị, trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta, đã xuất hiện những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Bước ra từ khói lửa chiến tranh, trở về cuộc sống đời thường, những phụ nữ anh dũng kiên trung ấy vẫn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ thanh niên hôm nay, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Một trong số đó là bà Đoàn Thị Thanh Cần, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, là thương binh hạng 1/4, được trao tặng danh hiệu Nữ Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân năm 2018. Đứng lên giành độc lập tự do, giành đại cơm no áo ấm cho dân lành. 20 tuổi ra đi khi ngục tù thử thách, khi đang lứa sông phá. Với mái tóc ngắn trẻ trung, giọng nói lai lai miền Nam, bà Đoàn Thị Thanh Cần hồ hởi đón đoàn công tác như đón những người thân yêu của mình. Bà kể những câu chuyện vào Nam ra Bắc, những đòn roi của kẻ thù, rồi hành trình của bà đến với đất nước Nga, nước Đức, xa xôi để chữa lành những vết thương của chiến tranh. 50 năm trôi qua, hậu quả của những trận đòn roi, tra tấn của kẻ thù đã làm cho bà mất đi quyền làm vợ, làm mẹ. Bà phải sống nhờ 2 mét ruột và chiếc gân chân của một cô gái người Đức đã hiến tặng trước khi mất. Ơn nghĩa ấy, bà đã trả bằng cách sống nhân nghĩa, có ích. Không chỉ vận động nguồn tiền giúp quê hương làm nhà tình thương, khắc phục hậu quả bão lụt, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo, người không nơi nương tựa, bà còn đăng ký hiến tặng cho trường Đại học Y Dược Cần Thơ để cứu người, đồng thời xây dựng trường mẫu giáo Phan Chim tại xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam. Cô sống thì cô muốn về Tổ quốc, mà về Tổ quốc là cô muốn làm việc với tôi. Từ khi mà cô nước Đức cô về bằng những người giáo sư Đức không nghĩ là cô đi được. Hồi nó cô về đây cô đi là khó khăn lắm. Cô đi xe xích lô mãi, vậy đó mà cô phải quyết là thành người có ích cho xã hội. Bây giờ lương của cô rồi các đơn vị này cho, đơn vị kia cho, đơn vị này cho, cô trích lũy, cô cho lại hết. Là một trong những nữ anh hùng lực lượng vũ trang anh dũng kiên trung bất khuất của quân khu 5, người đã cùng góp phần làm nên truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng khu 5. Bà được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn lúc nào hết, bà vừa tự hào, vừa trăn trở khi bao đồng đội đã ngã xuống để bà có vinh dự hôm nay. Sau khi mà nghe cô kể chuyện cái thời kỳ cô tham gia kháng chiến thì mình cảm thấy rất là xúc động. Thực ra thì cái thế hệ trẻ bây giờ cần phải tiếp xúc với những cái nhân chứng lịch sử như cô để mà sau này mình phải có trách nhiệm như thế nào đối với Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người phụ nữ quả cảm ngày ấy nay tóc đã bạc, mắt đã mờ, nhớ nhớ quên quên những kỷ niệm thời xuân sắc. Dẫu vậy, họ không bao giờ quên mình đã được cách mạng giác ngộ, hun đúc ý chí đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc ra sao trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.